Nếu các bạn có nhu cầu mua ạc Robux, nạp Robux giá rẻ, hãy truy cập robux.shop, đường link mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với trên đường MFPL. Ngày hôm nay mình được bạn Cáo Minh có gửi cho mình cái map Bắc Cua Ocean này. Nói, bạn gửi trên nhóm gia tộc MFPL phải. Mình kiểm tra lại xem đúng không. À đây đúng không, trong bên đây, đây đây đây. Bạn Cáo Minh này tên Facebook là bạn Bé Cà Phê. À, bạn Bé Cà Phê này có gửi cho mình cái map Bắc Cua Ocean, Bắc Cua Đại Dương. Map có 40 level à? Ok luôn. Để coi xem map này có rộng không, mình lại cập nhật cái 1.9.6. Chưa có ai đề cử cả. Trải nghiệm thử xem như nào rồi. Mình thấy là map này được đó nhở. Làm tí 40 người đây. Chiến luôn các bạn ạ. Làm tí 40 người cho chất. Mình nói ok. Ngày hôm nay cái trải nghiệm từ xem map Bắc Cua Ocean bạn Cáo Minh là chơi có gì hay, nó có gì thú vị không bạn ạ. Mình phải tranh thủ để trước mình không tắt đường các bạn ơi. Tranh thủ để trước không tắt đường bạn ơi. Tranh thủ để trước thì mình ok. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái chuyện đăng ký của mèo bạn ha. Rồi bắt đầu thôi bạn ơi. Tôi đồ xinh rồi leo. Ok mèo bạn đi trước ơi. Bye bye. Do bạn ơi, nhảy nhanh lên không lag bây giờ. Anh mở phòng 40 người đây, nhảy nhanh lên không lag nha. Hãy nhanh tay lên trước khi mọi thứ quá muộn. Ê, ai quên không tắt Cindy, quên đợi tí tắt Cindy á. Trời ơi, bảo sao bám tường sai sai bạn ạ. Ê, sao thấy có con Hải Âu bạn ơi, con Hải Âu thì âm mưu lấy đồ của mình hay sao bạn ạ. Tự nhiên là thấy đứng cạnh bạn ạ, lạ nhờ. Ok bạn ơi, nhảy đây không tắt được. À, map này cũng trọng lượng 0.9 hay 0.8 này này. Ôi dồi ôi, bám tường hơi khó nha. Ôi. Lên. Thôi. Xin phép đi bên này bạn ơi. Map này trọng lượng 0 chấm mấy rồi, 0.9 rồi. Bám tường nó hơi lởm bạn ạ. Ok đây. Trời ơi, xếp hàng bạn ơi. Trời ơi, chơi không xếp hàng. Xếp hàng đây. Chơi chơi kỳ vậy đó. Ê, một lần hai cảnh cáo nhá. Lần ba nữa cho bé màu nhá. Ê, có thể là xếp hàng được không? Alo. Ê, đợi người ta lên xong rồi cứ từ. Cái mấy ông này ý thức được ở đâu các bạn ạ? Thế không? Cái mấy ông này không chịu nhường luôn á. Đây. Kêu là đợi từng người lên một không chịu. Cứ thích phải tôi là số 1, tôi phải đi trước. Tôi kể ông đấy, ông thích làm gì ông làm mà ông phải đi sau tôi. Đó. Không thèm nhường luôn, ý là như thế đúng không? Kiểu vậy. Hả? À, bây giờ thôi chịu bạn ạ. Ôi, tác hại không? Đó, bây giờ chen nhau nhảy luôn. Trời ơi. Ê, nhường thì làm sao? Cũng không nhường luôn. Ôi, bé bám tường không cho bám luôn, đẩy luôn. Đấy. Ý thức ở đâu? À, văn minh ở đâu? À, lịch sử ở đâu? Alo. Trời ơi. Ảo ma thật các bạn ạ. Ở nhà đúng không? Ở nhà thì bay màu luôn nhá. Bay màu luôn. Cho bay màu luôn. Ở nhà này thì ở nhà này đâu rồi Kevin này, ở nhà này cho về nhà luôn. Ok chưa? Ở nhà thì cho về nhà luôn. Nó thích cái cay không à? Vô xếp hàng đi, xếp hàng đi. Ok. Cái bắp này để cho được 0.9 thành ra bám tường nó lởm quá. Ai đứng từ từ đánh lên đã, bình tĩnh nào em lên đã. Ê, đánh lên nè, đừng nhảy vội. Ôi. Ok, mình sẽ lên này. Rồi, lên. Rồi, ôi. Sao đến cuối trượt, ôi trời ơi. Đến cuối này bị trượt bật là cay. Thế nhờ, lag bật là 40 người mà. Bên này thôi, bên này anh em ý thức chán là không chịu nhường nhau mà. Cứ che nhau thôi. Anh em đi bên này bật lại, đi bên này thôi. Đi. Lên này, ok. Lên. Ôi, 40 người bình thường, 40 người lag là chuyện bình thường. 40 người không lag là vấn đề bạn ạ. Ê, sao bị trượt thế nhở? Ủa, sao bị trơn thế nhở? Mà sao bao nhiêu đường anh em không đi, cứ bù cái đường này, bên kia không đi rồi kìa. Ơ, này. Ủa, này thơm này, cái đường này thơm này. Bạn nhìn nhá, thế nên sóc peo đang nhảy này, thế nên ở dưới bấm luôn, nó cứ thơm. Kiểu như là, thằng này vừa mặt mình này, phải đạp đổ, đúng kiểu không ăn được thì đạp đổ, không cho nhảy luôn mà. Đó, thế không, này, người ta đang nhảy thì để người ta nhảy nốt đi, ông ở dưới vẫn bấm nút cơ mà. Tôi để ý nha, đấy là mấy lần rồi, đấy. Không cho người ta nhảy luôn, nó không chịu nhường cơ. Cứ thế này thì mai quá nhá, không anh em không chịu nhường nhau gì. Mai quá, lát quá mà. Kevin vào phòng không cho vào luôn. Này thì ở nhà, cho ở nhà luôn. Ở nhà luôn, nó ở nhà là ở nhà, không cho vô.
Bậy lên. Em tớ đang cố bám tường lên đây. Nên làm lát quá. Ôi từ từ để anh nhảy luôn cái. Ê từ từ lùi lùi cái anh nhảy phát cái. Ê từ để anh nhảy nó phát. Bậy rồi sao không nhường luôn. Chịu các bạn ạ. Chịu này biết khi nào mới nhảy được. Ôi dồi ôi không nhường luôn. Ơ không cái gì kích luôn, kích không có nói nhiều, kích kích ở nhà cho kích ở nhà luôn, cho ở nhà luôn cái gì nữa. Ôi thôi 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 lên 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 tránh ra đánh lên này. Ôi gà đứng lên không lên được rồi, còn đứng ngó chứ trời ơi, đang lên đã lát rồi đâu còn ngó chứ trời ơi. Bóp mày rồi sao rồi thôi thôi nè anh. Anh em, thì các anh tụi anh em từ tất cả lùi xuống ba ôm. Alo, tất cả lùi xuống ba ôm nè. Anh em lùi hết, lùi hết, lùi hết, lùi hết sóc beo này, sóc beo rồi. Lùi 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 lùi. Ok. Lùi, anh em, lùi. Ok, thanh niên đăng này, lùi. Alo, đâu? Thôi kệ, thôi không nói thế, cũng thế chịu chắc không bật loa. Chắc không bật loa, chịu bạn ạ. Bây giờ nói cũng không được. Bây giờ mở 40 người các bạn cứ tưởng anh mèo béo mở 40 người đi đấy, thấy tác hại của 40 người chưa? Đó, tôi không phải lúc nào tôi cũng muốn mở 40 người đâu. Anh em cứ kêu là mở 40 người đi đấy, mở 40 người nó lát thì cũng chấp nhận được, nhưng quan trọng ý thức anh em đấy, cũng không chịu nhường nhau. Bây giờ có mỗi một level nhảy không được thì nhảy kiểu gì? Đó, mượt thì vượt, nhưng mà vấn đề là anh em không chịu nhường nhau thì nhảy kiểu gì? Đó, coi là lát đầu không lát anh nhảy bình thường, nhưng mà đây này đấy chen nhau này thì sao mà qua, đúng không? Đó. Cứ chèm nhau thế này thì qua kiểu gì? Nó không chịu nhường người nào nhường người kia đi. Nó anh em nào lên được thì lên đi. Nó bây giờ ông này không nhảy này, ông cứ đứng im này. Đấy, không nhảy được thì ra anh cho người khác đi. Vẫn đứng im một chỗ, không chịu nhường luôn. Đó, thấy không? Này, thanh niên này, nơi không đi, không đi thì cứ đứng đây thôi. Ôi, anh em ra để bắn tường, ra. Anh lùi ra để bắn tường không? Ra để anh lên bắn tường không? Trời ơi. Đã, mà cái bắp này trọng lực 0.9 cơ. Thế nó mới cay mà là bắn tường khó quá. Ôi lên nó còn lát nữa chưa, trời ơi. Lên bắt đầu bán cửa hàng không? Cửa hàng nó không bán gì bạn ạ. Nói nãy là mình nhảy được rồi, mấy thanh niên cứ đứng phá mở cái cửa dưới bạn ạ. Thề chứ đúng ra tôi lên qua này lâu rồi á, mấy ông cứ phá thôi, tôi không hiểu anh em phá làm cái gì. Bây giờ làm như nào? Bây giờ như nào? Anh em lùi hết ra để tôi lên trước, tôi còn vì mạng. Ôi, bây giờ coi như này, anh em lùi hết ra để tôi đi trước này. Em bấy em. Ê tô, Cường Henry lùi, Cường Henry lùi. Ê, anh em đi ra nhá. Cấm ai đụng vào này. Nghe chưa? Cấm ai đụng vào này để anh đi trước. Rồi. Đấy, thấy không? Nói thế rồi vẫn bể. Đấy, thấy không? Nói thế rồi vẫn bấm. Đó, thấy không? Anh em thấy không? Đấy, tôi nói thế rồi vẫn bấm. Đấy, vẫn bấm luôn. Đó, thấy không? Ý là mày không được đi, mày phải đi sau tao, kiểu vậy. Đó, ý là biết mày thế đúng không? Đó. Đấy, thấy không? Vẫn bấm. Thế là như nào? Bây giờ có muốn chơi nữa không? Alo, bây giờ thì có muốn chơi nữa không? À, cười cái gì? Thích cười không? Kích luôn bây giờ. Nó đã không chơi được thì thôi, kích luôn bây giờ. À, chứ bấm nhầm. Ủa? Sao tôi kích nhầm? Ủa? Sao tôi bấm cái nút F cái? Ủa? Sao mình bấm nút F phát là kích luôn bạn kia? Ủa? Lắc à? Ơ? Tôi bấm một phát để tự kích kìa. Ủa? Nó tự kích bẩn à? Nó tự kích kìa. Ơ? Game tự kích kìa. Ai không biết nha. Game tự kích nha. Ai không biết gì hết nha. Ê, không biết gì hết nha. Ơ kẹt rồi. Ủa sao mà lát các bạn đã có kẹt đây này. Ơ ơ ơi. Ê, con hải âu. Ê, tránh ra con hải âu. Con hải âu tránh ra. À, con hải âu nó pha. Trời ơi. Ok mấy game ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi ok. Nào bây giờ này, gì nữa? Gì nữa? Ơ! À! Rồi! Thấy luôn! Thấy luôn! Thấy luôn thanh niên Pi Quang đẩy! Rồi! Thấy luôn! Pi Quang 2 đẩy! Thấy luôn! Trách va luôn! Từ từ! Trách va! Danh sách đen luôn! Không bao nhiêu! Đây để tôi từ! Anh em để tích để tôi trách va! Anh em để tí nhá! Anh em có thể lên video! Tôi có phần mềm tôi quay lại 30 giây trước! Cho danh sách đen luôn, không nói nhầm. Đây. Các bạn đã đợi tới mình có phần mềm check va đây rồi, có thể quay lại tất cả mọi thứ 30 giây trước. Đấy. Đây bờ đây rồi, đây rồi. Anh em đợi tí nha. Có liền đâu nữa. Mèo pem 2. Ai ơi, đây rồi. Đi. Đâu rồi ta? Đợi tí, đang tìm. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 12. Đây rồi. Đây các bạn check vàng của mình nhá. Đây.
Đó, để các bạn đợi mình trên vai này, mở từ từ tua lại nào. Đây. À, okay. À, thế này con cá, con cá đi rồi. Đúng rồi. Ấy, Pi Quang 2 chuẩn chưa? Pi Quang 2, đó, nét chưa? Đó, trích vàng. Chỉ có đúng thanh niên đồng này, đẩy mình lại đây, 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 đây. Đó, cái tên ở đây, Pi Quang 2. Trích vàng luôn, không có nhiều bằng chứng rõ ràng. Danh sách đen thẳng tiến, không nói nhiều. Đi, 1 năm, không ăn sáng. Ok chưa, 1 năm, đó, nhấn mạnh 1 năm. Sám hối các thứ đi, viết bài đăng xin lỗi các thứ đi. Thì dân xá không thì thôi, 1 năm. À, Pi Quang 2 à, thế thì cho luôn Pi Quang kia. À, thế Pi Quang 1 là cùng với Pi Quang 2. Ê, tử, khoan, Pi Quang với Pi Quang 2 là cùng một người à? Hả, có chắc không, có chắc là cùng một người không? Chắc không? Ơ, à, từ cái này tôi phải xác minh. Nếu mà cùng một người thì cho thanh niên Pi Quang 3 màu luôn. Nó, cho 3 màu luôn, không nói nhiều. Ảo ma thật bận à, ảo ma trích va liền nó, trích anh em đừng có bằng phải mèo béo có thể quay lại tương, à nhầm, quay lại quá khứ 30 giây trước ấy, đừng có đùa nha, đó, tôi có phần mềm trích va đây, anh em đừng có đùa, tôi có thể nâng cấp lên còn lại 30 phút cũng được, đó, mà anh em đừng có đùa nha, tôi trích va đây, trích va liền, ấy đừng có đẩy, ôi, bây giờ khó nữa, bây giờ lên của gì ta? Bây giờ trên nhầm bên này. Ôi, à, từ từ anh em ơi, anh em lùi lại, tôi đi nốt à, nốt nữa, nốt nữa, cho xin nốt nữa, anh em lùi lại, à, tôi đi nốt phát nữa nào, anh em lùi tiếp, cho tôi đi nốt phát nữa nào, anh em ơi, lùi tiếp nào, bây giờ không bám tường rồi, chủ phòng bị lag bạn nào, không bám được tường, bám tường bị lag, nó bám không có được bạn ạ. Bây giờ mình bám tường, các bạn đã đổ xô theo bám tường. Mình đi sang bên này, các bạn đổ xô sang bên này. Nó thành ra mình chẳng biết đi cái đường nào luôn. Nó thôi anh em lùi tí. Bây giờ bám tường nó bị lát này, nó bị giật này, nó còn trọng lực này nữa chứ, bám không được bạn ạ. Ôi, thêm quả trọng lực 0.9 nữa. Bám có ăn đâu. Bám tường nó không ăn bạn ạ. Đi bên kia thì anh em không nhường, có ai nhường đâu. Nó không nhờ, bừng đi bên kia cũng thế. Ôi rồi, giờ sao ta, lát quá bạn ạ. nó bị trọng lực này. Ê, lên rồi, từ. Ê, trời ơi, sao đến cuối bị rơi rồi. Ảo thế nhờ, đến cuối bị rơi bạn ạ. Giờ sao giờ, không có kích nào lên à? Khó, bây giờ nó lag quá, đừng có liên giật một phát bạn ạ. Đừng có liên giật một cái. Ôi dồi ôi, lên, tiếp tục lên. Ôi dồi ôi, lên. Ấy, các ông cứ ham hố mở 40 người cơ, đó, ta hại chưa? Tôi bảo rồi, nào là 40 người bây giờ hết lát, ừ thì hết lát. Cái vấn đề nó không phải là lát, mà là không có đường mà đi, đó. Chứ lát thì chỉ lát bọn bám tường thôi, chứ nhảy bình thường vẫn nhảy được mà. Em bán nó không lên này, có thêm quả trọng lực 0.9 nữa. Cái gì đây? Ê! Ông nào đặt trích va tôi cho thẳng sẽ đẹp luôn. Ai chèm va lên nào? Từ, ai đặt đấy? Ông nào đặt chỉ tên nào, tôi cho thẳng sẽ đen luôn, vinh viễn luôn. Ê, cái trò này là cố tình phá này. Anh không tua được, anh không nhìn, anh không tua được. Ông nào báo cái tôi cho hẳn sẽ đen 1 năm không, vinh viễn luôn, không ăn xá luôn. Ê, cái này là cố tình phá rõ ràng, nó còn tiến hơn hôm này là cố tình phá rõ ràng này. Đó. Ông nào chỉ ra cái tên người đấy, tôi có thưởng luôn, cộng 500k luôn. Đó, ông nào chỉ ra người nào 500k luôn, làm chuẩn rồi, bằng chứng rõ ràng cộng 500k luôn. Đấy, bằng chứng rõ ràng cộng 500k đấy, treo thưởng, ai bắt được truy nã tên nào vừa làm cái này 500k luôn, cộng 500k thẳng tài khoản tinh tinh luôn. Đó, treo thưởng ấy. Bây giờ ông nào bắt thì ông nào biết được em. Nhớ là bằng chứng nhá, kiểu như ảnh chụp hay là video gì đấy cơ. Đó, chứ không phải nói miệng được, chứ không là gọi là vu khống đó, không được. Bây giờ phải có bằng chứng, chứ bây giờ kêu là ây nói miệng thì không được. Thôi, anh em lùi tí, anh em nhường tí, anh em ơi, lùi tí, nhường tí. Ê, Cường ơi, nhường cái, thôi, cho Cường đi trước được. Ok, đừng mở nè. Ok, sao lag rồi? Ui, lag rồi. Tôi nhường cái đổ đấy rồi. Qua không được cái này bạn ạ. Ok này rồi. Ơ à, đừng. Ê, thấy sắp bèo nha. Thấy rồi nha. Ê, cảnh cáo lần đầu nha. Ê, thấy rồi nha. Tôi phải thấy rồi nha. Phải thấy rồi đấy. Không phải thấy bài, không phải thấy đâu nha. Ơ
Ủa sao sao cửa bị lag à? Ôi, cửa bị lag à? Ôi, cửa bị lag à? Sao đôi đường không chung mình? Ôi ghê vậy. Ôi ok rồi, cuối cùng cũng qua được bạn ạ. Ôi bây giờ này, Tom, bây giờ này để anh, rồi coi như anh lên này thôi, thời gian anh thể làm cái này cơ, nhưng mà đây anh lên để coi xem các bạn ý thức nào đó. Đây từ từ tránh ra để anh mở đường cho, bây giờ để bạn mở đường cho này nó. Tôi bự đây này, để anh mở đường cho đi xuống này, để anh mở đường cho hồi sinh đó. Ok, anh mở đường cho đó. Bây giờ nhá, đây là, nghe theo mẹ peo này. Ơ, mất đồ. Ôi, thề mắt này nó còn không cấm hại ông, nó lấy hết đồ rồi. Rồi ôi, nè, đi bên này đó. Ơ, để anh mở đường cho đó. Từ từ nãy mới lấy dương, lấy dương cho mình tên mình đứng đẩy nha, đứng đẩy nha. Để trách va được là bị kích đấy. Nào để anh nó lấy đồ, anh mở đường cho, mở đường cho. Đấy bên này, bên này, bên này. Anh nghe đi bên này này. Đây các bạn sang bên này. Từ đó. Ơ kìa, kìa hình như là con hải âu nó lấy đồ mình mà nè. Đây. Đó bạn sang bên này này. Ôi. Ôi mất đồ kìa. Ủa sao lại mất đồ nhở? Ôi mình lấy nhiều mà ta. Và nhìn kia em lấy 5 cái dương này. Một cái. Ok. Ok. Ơi. Ơ. Tôi đặt 2 cái. Ủa. Bị mất một cái bạn ơi. Ôi mất rồi đấy. Ôi. Mất sạch dương kìa. Ơi. Hải Âu nó tự lấy dương à. Ôi rồi ôi. Giờ mới biết là con Hải Âu nó lấy dương bạn ạ. Ảo ma thế nào. Ôi rồi ôi, Hải Âu nó chôm cả dương bạn ạ. Ôi rồi ôi, bây giờ nó chôm của anh tận tầm mấy cái dương rồi bạn ơi. Ơ mất hết đấy. Ơ ông Hải rất là ảo vậy. Ok ok. Vậy thì anh bây giờ là đợi cho ôi cay thế nhở. Từ nha, người ta mở đường cho rồi mà vẫn không chịu xếp hàng thì chịu luôn bạn ạ. Ôi ôi, đã mở đường cho rồi mà cũng không chịu xếp hàng nữa thế đánh chả biết làm sao bạn ạ. Ồ thấy không, bây giờ ha em mở đường á, né 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 đường đứng đấy, trời ơi né ra để anh mở đường rồi, mới mở đường, em mở đường, em mở đường. Ok ok ok, bên này này, đây nhảy qua đó, lên đây nhảy qua đó. Bên này thì như nào nhỉ, từ từ chỗ này là hơi khó này. Đây là phải thêm ô ấy rồi. Đợi tí ba, đợi tí nha, đã mở đường, đã mở đường, đã mở đường nha, đã mở đường nha. Đó, ok bạn ạ, rồi đấy. Mọi thứ là ổn, bây giờ tôi đã mở thêm này, mở thêm này, mở thêm này cho, đợi tí. Đó, ok, rồi. Đó, anh lên đi. Mèo peo mở đường đấy, trời ơi. Mở đường, lát thế nhỉ, ui, mà đến đây không chơi được bạn ạ. Đến đây bị slow motion rồi, lát quá. Ôi rồi ôi. Ây à. Ây à. Level 24 có gì chắc anh nhảy vài level nữa anh thoát thế giới mà. Ô lag vãi chưa bạn ạ. Ủa hình như sao lúc nãy không lag rồi lag chưa? Ủa lạ ta. Lúc nãy không lag bây giờ lag bạn ạ. Từ khi mình mở đường sao bị lag bạn ơi. Ôi ôi. Hey. Ui, ok, à hết rồi, à do chủ kim bị đông quá bạn ạ. Mà tại sao mất chủ mát cho lắm Hải Âu mà. Có cách nào để bỏ mấy con Hải Âu đi không mà lấy đồ bạn ạ. Nãy giờ bị nó trôm đống đồ bạn ơi. Cay thực sự bạn ơi. Tôi tưởng Hải Âu chỉ trôm thức ăn thôi, ai ngờ nó trôm cả dương bạn ạ. Đi đêm, đi đây. Trời ơi, đi đây. Ok bạn ơi, rồi. Cứ tưởng là Hải Âu chỉ trôm thức ăn thôi, bây giờ biết là nó trôm cả đồ bạn ạ, ảo thật đấy. Gì đấy? Ông nào đặt dương đây, định bóc à? Ây, thế nên là định phá bể của dương là ghê vậy. Ô, giữa này, giữa này, đặc thế. Ôi, FPS có mười mấy bạn ạ, FPS mười mấy này. Ồ, 2-3 này. Tao, lý do vì sao bằng chứng là gì chứ? Ừ, mình mà không chịu nhảy á, chắc là bị lag rồi chứ.
chắc là Thanh nên bị lag thì nhiều khi bãi bị lag chứ đâu phải bãi cũng muốn thế đâu. Đôi khi bãi bị lag ấy, nhiều khi bãi cũng không muốn thế chứ, đôi khi anh bị lag anh nhảy không được đó chứ. Ôi anh bắt đầu bị slow motion này, anh còn FPS mười mấy em ơi, FPS anh còn mười mấy. Ôi rồi, ôi rồi ôi, ok. Ôi rồi, ôi thôi chịu. Ôi, nói chung là tôi chịu rồi. Ôi lag quá. Ôi, mở phòng 40 người mà. Nói chung là tùy map nữa, cũng tùy map. Có map mở 40 người thì mượt, có map mở 40 người thì nó không mượt, kiểu vậy á. Map này không mở. À, cũng mất là hiện tại liên thông cũng hơi lag. Đúng rồi, hiện tại liên thông đang hơi lag. Nhưng tùy map, map này biển nước nhiều này, map này nước nhiều này. Cái nước là lag các bạn ạ. Cái nước là gây lag này. Đó. Tính ra là cái nước em nó không phải an toàn đâu, mới mất là nhiều nước. FPS còn 10 bạn ạ, còn 10 này, ok. Thôi, nói chung là hôm nay chịu rồi. Thậm chí mình thoát game ra, mình văng luôn này. Ui, mình thoát phòng cái văng game luôn. Vãi chuẩn. Ôi dồi ôi, thoát phòng cái văng game luôn bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi thoát phòng, ôi sao lại không vào được. Ui, không vào được game này, what the hell. Ủa vào rồi, ok. Ảo ma thật đấy bạn ạ, đó lag đến mức thậm chí văng cả game luôn. Ok rồi, thì nhìn chung là đấy, các bạn cứ kêu là em mẹ phải mở 40 người đi cho bọn em vào đấy, thế tác hại chưa, đâu phải map nào cũng mở 40 người đâu. Nó mà thôi, hôm nay là tôi tranh thủ lọc fan luôn đấy, phát hiện ra thanh niên là Pi Quang Phà Kè, Pi Quang 2 đã cho thẳng vào cái set đen bạn ạ. Đấy, cái tội nghịch này check va liền đăng bài sám hối nhá. Này, bây giờ muốn gỡ đúng không? Bây giờ muốn gỡ làm 3 bước. Bước thứ nhất đăng bài lên trên nhóm gia tộc mẹ không biết. Đấy, chụp ảnh rõ ràng đấy, tôi là Pi Quang 2, ngày hôm nay vào giờ này tháng này tôi đã nghịch dại, tôi đã phá anh mèo peo đấy, mong anh mèo peo tha thứ cho em đấy. Đăng đầu tiên là đăng lên trên nhóm gia tộc mẹ không biết. Thứ hai là thứ hai là phải là gửi email đấy, vào email cho mình đó. Và cái thứ ba thì nhỉ, để coi nào, cái thứ ba thì ta thôi cho hai cái thôi đấy, làm đúng hai việc này thể hiện ăn năn hối cải tôi tha cho nhá. Ok không thì thôi cứ để này đi vĩnh viễn luôn đấy, tăng đen lên. Ok rồi, video chắc là xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đâu gì muốn mẹ béo làm gửi nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.